Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 24 tháng 7. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 24 tháng 7 năm 1969 là ngày sinh của Jennifer Lopez, hay được biết đến với nickname là Chilo. Cô là một nữ ca sĩ, diễn viên, vũ công và nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Cô trở thành diễn viên Latin đầu tiên hưởng mức thù lao hơn 1 triệu đô cho một vai diễn. Cũng vào ngày này, năm 1982 là ngày sinh của Alice Cooper, một siêu mẫu người Mỹ. Cooper đã tham gia nhiều buổi trình diễn thời trang, chẳng hạn như Christian Dior, Christian Lacroix, Louis Vuitton, Prada, Versace và Victor and Graf. Cô cũng xuất hiện trong các chương trình thời trang Victoria's Secret năm 2006 và 2007. Ngày mất của ai? Ngày 24 tháng 7 năm 2012 là ngày mất của Robert Ledley. Ông là nhà vật lý và nhà sinh lý học người Mỹ. Năm 1974, ông là người phát minh ra máy chụp cắt lớp vi tính toàn thân, hay còn gọi là chụp CT. Sự kiện. Ngày 24 tháng 7 năm 1847, sau 17 tháng du hành, Brigham Young dẫn 148 người tiên phong theo đạo Mormon tiến vào thung lũng Salt Lake và thành lập thành phố Salt Lake. Cũng vào ngày này, năm 1911, nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham-Tree một lần nữa khám phá Machu Picchu, thành phố bị lãng quên của người Inca. Ngày 24 tháng 7 năm 1993, Việt Nam công bố luật đất đai. Vào ngày này, năm 1997, sau 290 năm hợp nhất, chính phủ Anh trao cho Scotland quyền lập pháp, thu thuế và có tiếng nói riêng tại Liên minh châu Âu. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 7 giờ sáng mai tại Awake TV.